Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Chuyển giao Tri thức hàng đầu miền Trung Tây Nguyên và cả nước. Được sự quan tâm và đầu tư của Đảng ủy, Ban giám hiệu, những năm qua, các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao tri thức khoa học kinh tế và kinh doanh cho cộng đồng không ngừng được mở rộng về quy mô và nâng cao về chất lượng. Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học đã trở thành một hoạt động thường niên của nhà trường, tạo nên một sân chơi khuyến khích những ý tưởng mới, sáng tạo, có giá trị, đồng thời giúp sinh viên mở rộng kiến thức, phát triển kỹ năng tư duy, sáng tạo của sinh viên, góp phần giải quyết các thách thức của xã hội. Sinh viên nhà trường luôn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, góp phần vào bảng vàng thành tích nghiên cứu của cộng đồng nhà khoa học trẻ của Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng. Năm học 2022-2023, sinh viên nhà trường đã đạt được nhiều giải thưởng cao như một giải nhì cuộc thi GPA Business Challenge, 3 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích, giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học. Một đề tài đoạt giải ba, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka. Một đề tài giải nhì hội thi khoa học sinh viên toàn quốc Olympic Kinh tế Lược và Ứng dụng. Một giải ba và một giải khuyến khích, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố Đà Nẵng. Một giải nhất và một giải ba, sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học Đà Nẵng. Best Paper Award, hội thảo quốc tế, sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học kinh tế và kinh doanh. Một giải nhất, một giải nhì và một giải khuyến khích, giải thưởng khởi nghiệp Startup Runway năm 2023. Và rất nhiều những giải thưởng khác. Đây là những thành tích đáng tự hào của cộng đồng nhà khoa học trẻ Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tiếp tục đưa hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên nâng cao về chất và lượng. Khởi động từ tháng 9 năm 2023, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của Trường Đại học Kinh tế đã thu hút 215 đề tài của 610 sinh viên đến từ 13 khoa, trung tâm của nhà trường. Với nhiều đề tài đa dạng, có tính thực tiễn cao và sự dẫn dắt của giáo viên hướng dẫn, sinh viên sẽ phát triển, mở rộng hơn nữa các đề tài nghiên cứu, từ đó tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học với quy mô lớn hơn và ứng dụng vào thực tiễn cho công việc sau này. Trên cơ sở đánh giá của Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 35 đề tài xuất sắc nhất cấp khoa đã được đề cử tham gia báo cáo tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2023-2024. Trong đó, 17 đề tài thực hiện báo cáo hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhiều đề tài có tính mới và ứng dụng cao như các đề tài về FinTech, Machine Learning, Logistics, Kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số. Các đề tài đoạt giải tại hội nghị sẽ được nhà trường cử tham gia các hội nghị, cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp thành phố Đại học Đà Nẵng, Eureka và Student Research ICREP và các giải thưởng khác trong thời gian tới. Nhà trường luôn đầu tư các nguồn lực tốt nhất để hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và hy vọng thông qua các cuộc thi nghiên cứu khoa học, sinh viên Trường Đại học Kinh tế sẽ tích lũy kinh nghiệm, học hỏi phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề khoa học làm cơ sở để nâng cao trình độ và năng lực công tác chuyên môn ở các vị trí công việc sau này, góp phần tạo nên học hiệu, thương hiệu DOE tại khu vực. Chào mừng Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng năm học 2023-2024. Khơi nguồn sáng tạo, kết nối đam mê.